COVID-19, Mỹ sẽ bắt đầu chủng ngừa ngày mai, 14 tháng 12 năm 2020. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Những người từng mắc COVID-19 cần tiêm bao nhiêu liều vaccine Pfizer? Tôi đã từng mắc COVID-19, vậy tôi có thực sự cần 2 liều vaccine không? Đó là câu hỏi mà hàng triệu người trên thế giới đang thắc mắc. Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng những người đã từng nhiễm virus SARS-CoV-2 trước đó có thể chỉ cần tiêm một mũi vaccine Pfizer để có được khả năng miễn dịch mạnh mẽ. Kết luận của một nhóm nghiên cứu do tiến sĩ James Moy, khoa dị ứng và miễn dịch học tại Trung tâm Y tế Đại học Rice ở Chicago, dẫn đầu cho thấy trên thực tế, mức độ kháng thể SARS-CoV-2 cao hơn ở những người đã mắc COVID-19 trước đó sau một liều vaccine Pfizer, so với những người chưa nhiễm bệnh sau 2 liều tiêm. Hơn nữa, những người đã nhiễm bệnh trước đó tiêm liều thứ 2 của vaccine Pfizer không làm tăng mức độ kháng thể của họ lên đáng kể. Điều này cho thấy một liều có thể được chấp nhận đối với nhóm này. Nhóm của tiến sĩ Moy báo cáo, những người bị nhiễm COVID-19 đã được ghi nhận trước đó có thể được bảo vệ đầy đủ khỏi sự tái nhiễm sau một liều vaccine Moderna duy nhất. Mỹ sẽ bắt đầu chủng ngừa vaccine virus corona Pfizer-BioNTech từ thứ 2 ngày 14 tháng 12 năm 2020 sau khi vaccine này được cho phép sử dụng khẩn cấp, các quan chức cho biết. Tướng Gar Stepana, người giám sát việc phân phối, cho biết 3 triệu liều vaccine đầu tiên sẽ được vận chuyển khắp các tiểu bang cuối tuần này. Vaccine cung cấp khả năng cao 95% chống COVID-19 và được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA xem là an toàn. Hôm thứ Bảy, Hoa Kỳ ghi nhận số tử vong hàng ngày là 3.309 người liên quan đến COVID. Con số này, được báo cáo trên trang web của Đại học Johns Hopkins, là số tử vong cao nhất trong một ngày ở bất kỳ đâu trên thế giới. Mỹ đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 có thể tự do di chuyển trong nước và quốc tế. Thứ Bảy ngày 3 tháng 4 năm 2021, 8:39. Người dân đến ngắm hoa anh đào nở sớm ở hồ Tidal Basin, thủ đô Washington DC, Mỹ theo WTOP. Theo hướng dẫn mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, CDC, ngày 2 tháng 4 năm 2021, những người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19 giờ đây có thể tự do đi lại mà không cần phải cách ly hoặc xét nghiệm COVID-19. Cụ thể, những người Mỹ sau 2 tuần kể từ ngày tiêm mũi vaccine COVID-19 cuối cùng có thể đi lại cả trong nước và quốc tế mà không cần phải cách ly khi trở về nhà trừ khi địa phương nơi họ ở yêu cầu. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Tuy nhiên, người nước ngoài tới Mỹ vẫn được yêu cầu xét nghiệm trong vòng 3 ngày trước khi đến Mỹ, bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào và vẫn nên xét nghiệm lại khi trở về nhà. Ngoài ra, tất cả các du khách phải đeo khẩu trang khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng, bao gồm cả trên máy bay và sân bay. Những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ ít có khả năng bị nhiễm và lây lan COVID-19, thông tin cập nhật của CDC cho biết. Tuy nhiên, du lịch quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro khác và ngay cả những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ cũng có nguy cơ mắc phải và có thể lây lan các biến thể COVID-19 mới. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Yêu cầu xét nghiệm cũng được duy trì tùy thuộc vào điểm đến của khách du lịch. Trong tuyên bố gửi tới tờ Travel cộng Leisure, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hiệp hội Lữ hành Mỹ Roger Dow nhận định, hướng dẫn về việc đi lại mới của CDC là một bước đi quan trọng đúng hướng dựa vào khoa học và sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp, ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự bùng nổ của COVID cho đến nay. Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Giám đốc CDC, tiến sĩ Rochelle Walensky hối thúc người Mỹ, hãy hạn chế đi lại, trong bối cảnh gia tăng số ca nhiễm COVID-19 và số lượng kỷ lục người Mỹ di chuyển bằng đường hàng không. CDC vẫn khuyến khích những người Mỹ chưa được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19 không thực hiện các chuyến đi không thiết yếu. Động thái này cũng dựa trên khuyến nghị trước đó của CDC rằng những người được tiêm chủng không cần phải cách ly nếu họ tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, cũng như thực tế là những người được tiêm chủng đầy đủ có thể gặp nhau trong nhà mà không cần đeo khẩu trang. Khi việc tiêm chủng vaccine COVID-19 được triển khai khắp nước Mỹ, khái niệm về hộ chiếu vaccine và câu hỏi du khách nên và không nên tiêm loại vaccine nào đã xuất hiện. Một số tiểu bang cũng như các điểm đến quốc tế đã bắt đầu dỡ bỏ các yêu cầu xét nghiệm và cách ly đối với những người được tiêm chủng đầy đủ, trong khi các hãng du lịch cũng bắt đầu yêu cầu tiêm chủng vaccine COVID-19. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Và trong khi vẫn còn nhiều câu hỏi, CDC đã công bố kết quả của một nghiên cứu vào đầu tuần này cho thấy hai loại vaccine COVID-19 Moderna của Pfizer-BioNTech và Moderna đều có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa nhiễm virus SARS-CoV-2 trong các điều kiện thực tế ở nhóm đối tượng là các nhân viên y tế, những người ở tuyến đầu phòng dịch và những nhân viên làm công việc thiết yếu khác, kể cả trong những trường hợp không có triệu chứng. Là một phần của nghiên cứu, những người tham gia tự xét nghiệm bằng phương pháp PCR mỗi tuần, bất kể họ có xuất hiện các triệu chứng hay không. Theo CDC, cho đến nay có gần 100 triệu người ở Mỹ, khoảng 30% dân số được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19.
một người được coi là đã tiêm chủng đầy đủ 2 tuần sau khi nhận được liều vaccine cuối cùng. WHO kêu gọi các nước tạm ngừng tiêm liều vaccine thứ 3. Thứ tư ngày 4 tháng 8 năm 2021 21:35. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 4 tháng 8 năm 2021 đã kêu gọi các nước tạm ngừng triển khai việc tiêm liều tăng cường vaccine ngừa COVID-19 cho những người đã tiêm đủ 2 liều, ít nhất là đến cuối tháng 9 tới. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Israel khuyến cáo tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 3. Chile xem xét tiêm vaccine mũi thứ 3 cho người dân. Nga chuẩn bị chương trình tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 3 cho người dân. Lo không đủ kháng thể, UAE tiêm mũi thứ 3 vaccine COVID-19 cho dân. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, việc trì hoãn này nhằm đảm bảo rằng các quốc gia trên thế giới sẽ có ít nhất 10% dân số được tiêm chủng ngừa COVID-19. Tổng Giám đốc WHO nêu rõ, tôi hiểu mối quan tâm của tất cả các chính phủ là nhằm bảo vệ người dân trước biến thể Delta. Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận rằng có những quốc gia sử dụng hầu hết nguồn cung vaccine trên toàn cầu. Trong khi đó, phát biểu với báo giới, Giám đốc phụ trách vấn đề miễn dịch, vaccine và sinh học của WHO bà Catherine O'Brien nêu rõ, chúng ta cần tập trung vào những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, những người có nguy cơ mắc bệnh và tử vong vì căn bệnh này, để họ có thể có được liều vaccine đầu tiên và thứ hai. Lời kêu gọi của các quan chức WHO được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia đã bắt đầu triển khai tiêm liều tăng cường vaccine ngừa COVID-19 cho những người đã tiêm đủ 2 liều, do lo ngại về hiệu quả miễn dịch của vaccine trước sự nguy hiểm của biến thể siêu lây nhiễm Delta. Trong các tuyên bố trước đó, các chuyên gia hàng đầu của WHO đã nêu quan điểm rằng chưa có cơ sở khoa học nào cho thấy cần phải tiêm vaccine liều tăng cường để ngừa COVID-19. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Theo WHO, các loại vaccine trong danh sách sử dụng khẩn cấp EUL của cơ quan này đều có khả năng bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của virus SARS-CoV-2 nếu người đó đã được tiêm đầy đủ. Do đó, WHO khẳng định các quốc gia giàu có không nên đặt mua thêm vaccine phòng COVID-19 để tiêm nhắc lại cho những người dân vốn đã được tiêm chủng đầy đủ, trong bối cảnh nhiều nước khác vẫn chưa nhận được vaccine. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định khoảng cách toàn cầu về nguồn cung vaccine COVID-19 là rất không đồng đều và không công bằng. Một số quốc gia và khu vực đang đặt mua hàng triệu liều tăng cường, trước khi các quốc gia khác có nguồn cung vaccine để tiêm chủng cho các nhân viên y tế và những người dễ bị tổn thương nhất. Người đứng đầu WHO cũng chỉ ra rằng các nhà sản xuất vaccine Pfizer và Moderna là những công ty đang hướng tới việc cung cấp các mũi tiêm nhắc lại ở những quốc gia đã có mức độ tiêm chủng cao. Theo ông, thay vào đó, họ nên chuyển liều lượng vaccine của mình sang chương trình chia sẻ vaccine COVAX, chủ yếu dành cho các nước có thu nhập trung bình và nghèo hơn. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt tiêm mũi vaccine thứ 3 ngừa COVID-19. Thời gian tiêm bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 dành cho lực lượng y tế và người trên 50 tuổi. Trong số những người nhận liều thứ 3 có Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Trước đó ông đã được tiêm 2 liều vaccine của Sinovac Trung Quốc. Israel cũng đã triển khai tiêm liều thứ 3 với vaccine của Pfizer cho người trên 60 tuổi hồi tuần trước, trong đó người tiên phong trong chiến dịch tiêm liều tăng cường này là Tổng thống Isaac Herzog. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Tại Đức, Bộ Y tế đã đề xuất cho nhóm đối tượng người cao tuổi và người dễ bị tổn thương như người suy giảm miễn dịch được tiêm mũi vaccine thứ 3 từ ngày 1 tháng 9 tới. Mũi thứ 3 này sẽ sử dụng vaccine của hãng Pfizer, BioNTech hoặc của Moderna. Pháp chủ trương tiêm mũi thứ 3 cho những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng như người được cấy ghép, người mắc bệnh ung thư, người đang chạy thận nhân tạo và người cao tuổi. Thời gian tiêm chưa ấn định cụ thể, dự kiến có thể vào đầu tháng 9 tới. Trong khi đó, Anh dự kiến tiến hành tiêm mũi thứ 3 cho mọi đối tượng. Thời gian tiêm cũng từ đầu tháng 9 kéo dài đến cuối năm. Chính phủ Nhật Bản dự kiến khuyến khích tiêm mũi thứ 3 vào năm 2022, trong khi Mỹ cũng đang xem xét tiêm liều vaccine thứ 3 này. Washington trong tháng trước đã ký một thỏa thuận với hãng Pfizer Inc., Mỹ, và đối tác của hãng này là BioNTech, Đức theo đó mua 200 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 để tiêm chủng cho trẻ em cũng như các mũi tiêm nhắc lại đối với người trước đó đã được tiêm đủ 2 liều. Sau biến thể Delta, thế giới đối mặt với hiểm họa mới mang tên Lambda. Các nhà khoa học cảnh báo, biến thể Lambda có nguy cơ trở thành mối đe dọa lớn đối với nỗ lực khống chế đại dịch COVID-19 của nhân loại, trong bối cảnh cả thế giới vẫn đang gồng mình đối phó với biến thể Delta. Lambda được phát hiện lần đầu tiên tại Peru vào cuối năm ngoái, song phải đến ngày 14 tháng 6 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới xếp biến thể này vào danh mục biến thể cần chú ý, mức thấp hơn so với các biến thể đáng lo ngại như biến thể Delta.
Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, biến thể này đang lây lan với tốc độ nhanh chóng, trở thành biến thể chủ đạo tại các quốc gia Mỹ Latin. Tính đến thời điểm hiện nay, biến thể lây lan ra hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới. Nhật Bản mới đây cũng công bố phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến thể Lambda. Hiện cũng có một số cảnh báo nguy cơ bùng phát các ca nhiễm biến thể Lambda tại Mỹ. Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế hàng đầu của Nhà Trắng, đã cảnh báo về những biến thể nguy hiểm hơn trong thời gian tới. Các loại vaccine hoạt động tốt trong việc chống lại biến thể Delta, đặc biệt trong việc bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng. Tuy nhiên, virus tiếp tục thay đổi, dẫn đến những biến thể nguy hiểm hơn. Khi đó, dịch bệnh không chỉ tác động đến người chưa tiêm vaccine mà còn cả những người đã được tiêm chủng bởi vì biến thể đó có thể kháng vaccine. Các biến thể mới vẫn xuất hiện và câu hỏi đặt ra là liệu những biến đổi bên trong gen của virus có giúp chúng mạnh hơn và gây bất lợi cho con người hay không? Vào thời điểm này, biến thể Lambda được cho là chưa có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm như biến thể Delta. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng. Theo một nghiên cứu sơ bộ của các nhà khoa học Nhật Bản, so với chủng gốc, biến thể Lambda mang 7 đột biến, làm cho chúng lây nhiễm mạnh hơn so với chủng gốc SARS-CoV-2 và có khả năng kháng vaccine ngừa COVID-19 cao hơn. Giới chuyên gia cho rằng với tốc độ lây lan như hiện nay, nếu không được ngăn chặn, biến thể Lambda hoàn toàn có khả năng gây ra một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng khác tương tự như cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ cơn sóng thần, biến thể Delta. Hiện cũng còn quá sớm để xác định liệu biến thể Lambda có dẫn đến nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong cao hơn, hay có thể trở thành biến thể chủ đạo hay không. Tuy nhiên, việc một số lượng lớn người chưa tiêm vaccine đang khiến virus có nhiều cơ hội hơn để lây lan và đột biến thành những biến thể mới. Vì vậy, giới chuyên gia cho rằng, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 và thực hiện biện pháp phòng dịch là những biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay đã ngăn chặn sự xuất hiện của những biến thể mới khác của virus SARS-CoV-2. Chuyên gia y tế khẩn cấp tại Mỹ Justin Gill nhận định, chúng ta đã nghe nói biến thể này có thể kháng vaccine, nhưng vẫn cần phải tiến hành thêm nhiều nghiên cứu. Dù vậy, chúng ta cũng phải nói rõ rằng tiêm vaccine giúp giảm tỷ lệ tử vong và diễn tiến bệnh nặng ở nhiều biến thể khác của virus SARS-CoV-2 và Lambda cũng vậy. Do đó, điều quan trọng là không chỉ Mỹ mà nhiều quốc gia cần tiếp tục thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine để có sự bảo vệ tốt nhất trước các biến thể mới. Các bằng chứng sơ bộ cho thấy Lambda có thể dễ tác động tới tế bào hơn và có khả năng phản kháng hệ miễn dịch của con người cao hơn một chút, nhưng các loại vaccine vẫn phát huy hiệu quả với biến thể này. Các chuyên gia Trung Quốc mới đây cũng khẳng định, vaccine do Trung Quốc phát triển đối phó hiệu quả với biến thể Lambda. Campuchia triển khai tiêm liều vaccine tăng cường. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Phnom Penh, Ủy ban tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 của Campuchia cho biết chiến dịch tiêm liều tăng cường vaccine ngừa COVID-19 sẽ được thực hiện tại Phnom Penh từ ngày 12/8 đến 10/9. Cụ thể, công tác tiêm phòng liều tăng cường này sẽ được thực hiện với các trường hợp ưu tiên là các bác sĩ tuyến đầu, công chức, gia đình cán bộ lực lượng vũ trang và cựu chiến binh đã tiêm 2 mũi trước đó với vaccine của Sinopharm hoặc Sinovac Trung Quốc. Theo Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, nước này chưa triển khai tiêm mũi 3 cho những người trước đó đã tiêm vaccine của AstraZeneca, do Bộ Y tế Campuchia chưa nghiên cứu rõ ràng về khoảng cách tiêm giữa 2 mũi đầu với mũi thứ 3 vaccine của AstraZeneca. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Campuchia đã cho thấy dấu hiệu thành công khi số ca mắc mới COVID-19 lần đầu tiên trong 7 tuần qua đã giảm xuống dưới mức 500 ca một ngày. Theo Bộ Y tế Campuchia, ngày 10 tháng 8 là ngày thứ 9 liên tiếp nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 giảm. Trong 24 giờ qua, Campuchia có 499 ca mắc mới, bao gồm 125 ca nhập cảnh và 374 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, nước này phát hiện tổng cộng 82.898 ca mắc COVID-19, trong đó 77.037 người khỏi bệnh và 1.602 người tử vong. Tuy nhiên, nguy cơ biến thể Delta lây lan mạnh tại Campuchia vẫn thường trực, khi người lao động di cư nước này đang đổ về khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia, chờ ngày 13 tháng 8 biên giới mở cửa trở lại để có thể về nước. COVID-19, Mỹ sẽ bắt đầu chủng ngừa ngày mai. 14 tháng 12 năm 2020. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Những người từng mắc COVID-19 cần tiêm bao nhiêu liều vaccine Pfizer? Tôi đã từng mắc COVID-19, vậy tôi có thực sự cần 2 liều vaccine không? Đó là câu hỏi mà hàng triệu người trên thế giới đang thắc mắc. Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng những người đã từng nhiễm virus SARS-CoV-2 trước đó có thể chỉ cần tiêm một mũi vaccine Pfizer để có được khả năng miễn dịch mạnh mẽ. Kết luận của một nhóm nghiên cứu do tiến sĩ James Moy, khoa dị ứng và miễn dịch học tại Trung tâm Y tế Đại học Rice ở Chicago, dẫn đầu cho thấy trên thực tế, mức độ kháng thể SARS-CoV-2 cao hơn ở những người đã mắc COVID-19 trước đó sau một liều vaccine Pfizer, so với những người chưa nhiễm bệnh sau 2 liều tiêm. Hơn nữa, những người đã nhiễm bệnh trước đó tiêm liều thứ 2 của vaccine Pfizer không làm tăng mức độ kháng thể của họ lên đáng kể. Điều này cho thấy một liều có thể được chấp nhận đối với nhóm này. Nhóm của tiến sĩ Moy báo cáo, những người bị nhiễm COVID-19 đã được ghi nhận trước đó có thể được bảo vệ đầy đủ khỏi sự tái nhiễm sau một liều vaccine Moderna duy nhất.
Mỹ sẽ bắt đầu chủng ngừa bắp nần virus Corona Pfizer-BioNTech từ thứ Hai ngày 14 tháng 12 năm 2020 sau khi vaccine này được cho phép sử dụng khẩn cấp.